chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, cái thời kỳ sơ khai mình làm YouTube là các bạn thấy mình hay cầm cái lá cờ đúng không? Thực ra mình rất là thích cầm cái lá cờ này, tại vì mình yêu nước Mỹ. Giống như mình vẫn hay nói rằng nếu như các clip sau mình vẫn xin làm được làm phụ nữ nhưng phải là quốc tịch Mỹ. Tại vì lỡ mình không có nói quốc tịch Mỹ, người ta cho mình quốc tịch Campuchia thì sao? Cho nên cứ nói như vậy là chắc anh. Và bây giờ khi đến Mỹ thì cái việc quan trọng là gì? Tiếng Anh. Tiếng Anh là cái hàng đầu. Còn cái chuyện lái xe hay là công việc thì các bạn ơi, lái xe ở bên Mỹ thì mình sẽ làm một cái video sau. Cái giao thông ở Mỹ rất là thuận lợi, cho nên là các việc lái xe nó không phải là cái việc khó. Nhưng cái khó là cái gì? Tiếng Anh, là ngôn ngữ. Tại vì ngôn ngữ mà chúng ta không nói chuyện được thì xem như là chúng ta giống như một đứa trẻ to xác. Mà khi chúng ta không nói chuyện được thì chúng ta đi làm được cái gì? Có thể là chúng ta chỉ có thể đi làm hãng hoặc là làm nail, vì hai công việc nó không cần nhiều tiếng Anh. Nhưng nếu như chúng ta có nhiều ước mơ, chúng ta có nhiều đam mê, có nhiều khát vọng và chúng ta muốn vượt qua những cái nghề nghiệp đó, vậy thì chúng ta phải biết tiếng Anh. Vậy thì bây giờ bắt đầu học tiếng Anh với Hasuko nhé. Mình đã làm một cái YouTube là đọc 50 tiểu bang nước Mỹ bằng tiếng Anh, có ông xã hỗ trợ mình. Ông xã mình đọc tiếng Anh rất là rõ, nhưng mà ông không chịu xuất hiện thôi. Nhưng sau cái video này mình sẽ đăng cái video 50 tiểu bang nước Mỹ bằng tiếng Anh như thế nào, các bạn chờ xem nhé. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn rằng cái việc học tiếng Anh ở Mỹ của mình như thế nào. Các bạn ơi, khi mình đến Mỹ ấy, thì trên bàn của mình nó đã có một cái phần mềm này, Rosetta Stone. Cái giá nó cũng hơi chát một chút, cho nên mình rất là cảm ơn ông xã của mình đã tặng cho mình món quà này. Tại vì đây là một cái phần mềm nó có chỉnh âm nha các bạn. Khi mình đọc đúng âm thì nó mới bát qua cho mình. Cho nên cái này nó là trong vòng 6 tháng chắc chắn là mình có thể đi bán hàng được, nếu như mình học trôi chảy 6 cái level này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Phải, chứ không phải là 6, nhưng mà trong vòng 6 tháng nếu như mình học hoàn thành được cái phần mềm này, chắc chắn tiếng Anh mình sẽ tốt hơn. Cho nên những bạn nào mà muốn học tiếng Anh qua phần mềm thì các bạn có thể tham khảo cái Rosetta Stone này nhé. Rồi. Thực ra ở Việt Nam á, mình là cái thế hệ của mình là cái thế hệ 7X. Mình đi học tiếng Anh thì chủ yếu là học Streamline, hoặc là nói chung là tiếng Anh theo kiểu người Việt ấy các bạn. Thì khi mình sang bên này rồi á, cái người bản xứ họ nói cực nhanh, họ nói nhanh lắm, và các âm tiết của họ, răng môi miệng lưỡi họ vận động. Cho nên tại sao các bạn thấy khi cái người bản xứ người ta nói tiếng Anh ấy, cái gương mặt người ta rất là sinh động, và cái biểu cảm người ta trên gương mặt nữa. Còn mình á, là mình nói tiếng Việt của mình á, mình là nói tiếng Việt, mình nói tiếng Anh, cho nên cái tiếng Anh của mình nó rất là cứng, nghe nó rất là kỳ, và mình phải học lại gần như từ đầu. Và bản thân mình cũng là lớn tuổi cho nên nó cực kỳ khó khăn. Nhưng mà các bạn ơi, Hasuko làm được thì các bạn cũng làm được. Chúng ta không thể nào so sánh với những cái bạn trẻ hoặc là những cái bạn đã rất là giỏi giang, giỏi tiếng Anh thì các bạn là perfect rồi. Nhưng mà mình biết chắc chắn rất là nhiều bạn sang đây cũng sẽ giống như mình. Và mình đã học tiếng Anh như thế nào? Mình học rất là nhiều trên YouTube nha các bạn. Và đầu tiên mình để cho cái tiếng Anh của mình nó có một cái căn bản để mình đi học nói nó dễ, mình đã phải học rất là kỹ từng cái âm tiết như thế này. Như bạn thấy cái này là cộng những cái âm tiết mình viết ra đúng không? Như chẳng hạn như hai cái âm tiết này thì mình đã tham khảo trên cái học cái âm tiết này. Mình chia sẻ với các bạn là thời gian đầu nó cực chán, phải nói là chán lắm, tại vì nó rất là buồn ngủ. Mình ngồi vào bàn học mà mình toàn buồn ngủ thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải tự cứu mình chứ ai cứu mình nữa. Thì cái âm tiết này á, mình đã tham khảo trên cái đầu tiên là mình nghe cái luyện chuẩn phát âm 44 âm trong tiếng Anh của IBA, của BBC learningenglish.com. Các bạn có nhìn rõ không? Thực ra nếu như các bạn không nhìn rõ thì mình sẽ khi mình đăng cái video này lên, mình sẽ ghi ở dưới cái chỗ chú thích của video của mình, cho nên các bạn cứ an tâm. Thì các bạn ơi, cái này là một cái cô người Anh, cô đã đọc các cái âm gọi lại là những cái âm tiết như thế này. Trong này nó có rất là nhiều cái âm trong này, thì cô đọc và sau đó mình học theo, và sau đó mình lại tham khảo thêm trên YouTube cái thông tin dạy tiếng Anh trên mạng Học viện Giao tiếp Anh Mỹ Sonnet VN nha các bạn. Sonnet VN này nó là một cái ông thầy người nước ngoài, và người ta dạy rất là kỹ cái âm tiết, những cái âm tiết này. Như chẳng như bây giờ các bạn thấy không, cái âm
nó có một cái phần trên trên đó, cái ông thầy dạy mình rất là kỹ, như chẳng như cái ông nghe sắc bén, miệng thì như mỉm cười, lưỡi để sát răng dưới, hàm răng sát lại đó, người ta dạy kỹ như vậy. Còn sang cái âm là bắt đầu là đầu lưỡi cong gần chạm vào trên, nghe rất là mềm mại, chu miệng lại đó. Cho nên là tất cả những cái âm tiết này nó còn rất rất là nhiều những cái âm khó ở đây, nhưng mà thầy dạy rất là kỹ. Thầy dạy là chúng ta cách chúng ta để răng môi miệng lưỡi như thế nào. Cho nên đầu tiên để chúng ta bắt đầu đi từ cái từ cơ bản, tại vì mình là gần như mình mất gốc rồi, amateur rồi. Thì cái ông thầy ở trên Sonnet VN, là Học viện Giao tiếp Anh Mỹ Sonnet VN, đã chỉ rất là tận tình, và người ta lại là người nước ngoài, cho nên các bạn có thể tham khảo. Rồi sau khi vượt qua cái giai đoạn học những cái âm tiết này vô cùng chán, nhưng mà các bạn ơi, các chán cũng phải học đúng không? Sau đó mình cũng tham khảo trên YouTube các ông thầy. Hai ông thầy mà mình hay xem nhất, thứ nhất là thầy Kenyan và thầy Dan. Hai thầy này, một thầy là Việt kiều, thì một thầy là sống ở Mỹ, sang Mỹ từ lúc nhỏ, cho nên tiếng Anh của thầy cũng rất là tốt. Như thầy Kenny là một thầy cực kỳ đẹp trai. Nói chung chúng ta học tiếng Anh mà với một ông thầy đẹp trai thì chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc để học đúng không? Chứ học với một người xấu xí thì chán lắm. Sau đó thầy Dan thì là cái người nước ngoài mà thầy biết nói tiếng Việt nữa, cho nên hai ông thầy này sẽ hỗ trợ chúng ta sau khi chúng ta đã vượt qua biết cách đọc từng cái âm này rồi. Như chẳng như cái âm này, có những cái âm như âm âm mình nói cho các bạn, đây là những cái âm các bạn ơi, những cái âm như thế này, chẳng như những cái âm mà hữu thanh vô thanh, thì nếu như mà chúng ta không học là chúng ta không biết được. Thì mình thấy rằng cái anh chàng Sonnet VN ấy, là người thầy người ta hướng dẫn rất là kỹ, âm nào là âm vô thanh, âm nào là âm hữu thanh. Ví dụ như mình giới thiệu cho các bạn hai cái âm này, một là âm vô thanh, có nghĩa là không có rung cổ họng, còn âm thứ hai là rung họng mạnh mẽ. Thì các bạn ơi, chỉ có khi nào chúng ta học kỹ thì chúng ta mới biết được, và khi các bạn nắm kỹ cái quy tắc âm đó thì các bạn phát âm cái tiếng Anh sẽ nó gần giống với người bản xứ. Vậy thì các bạn hãy cố gắng nhé. Mà sau khi mà chúng ta biết là chúng ta tham khảo những cái âm tiết như thế này, thì có thời gian để chúng ta học thêm trên 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 YouTube. Trên YouTube là một ông thầy rất là vĩ đại, tại vì rất là nhiều anh em YouTuber, rất là nhiều người, người ta đã có cái tâm huyết là truyền truyền lại cái vấn đề học tiếng Anh, và người ta đã làm rất là nhiều YouTube. Thì đối với mình thì mình chọn lựa hai cái ông thầy này là thầy Dan và thầy Kenny. Thì hai thầy này hy vọng là các bạn xem, các bạn sẽ có hứng khởi học tiếng Anh, tại vì thứ nhất là thầy Kenny rất là đẹp trai, thứ hai là thầy Dan thì rất là hài hước mà thầy lại biết nói tiếng Việt nữa. Và các bạn ơi, cái cách học của mình ấy, cách học của mình đó thì mình rất là như thế này các bạn. Có một cái điều mà chắc chắn là chúng ta phải không thể bỏ qua được là hàng ngày các bạn phải học từ vựng. Tại vì quan trọng nhất là từ vựng, tại vì nếu mà chúng ta mà không học từ vựng thì chúng ta chẳng như chúng ta nói về một cái chủ đề nào đó mà chúng ta chỉ có biết một vài từ, chúng ta nói một vài câu xong chúng ta tắc tị, và chúng ta không nói được nữa, thì tự dưng chúng ta bị một cái, tự dưng chúng ta chui vào cái vỏ ốc của chúng ta. Cho nên cái việc học từ vựng là một cái việc cực kỳ quan trọng. Và khi mình học từ vựng ấy, mình đều ghi ra những tờ giấy như thế này. Một ngày đầu tiên bây giờ mình đặt ra chỉ tiêu cho mình nó chỉ là 10 từ mới một ngày thôi đúng không các bạn? Mình chỉ cần học 10 từ mới một ngày thôi. Nhưng mà sau 10 từ mới đó là các bạn sẽ phải đặt ít nhất là hai mục, một cái từ mới phải đặt được hai câu hỏi. Là chúng ta một ngày chúng ta cố gắng học 10 từ vựng mới, đặt 20 câu hỏi cho 10 cái từ vựng này. Và các bạn nhớ thêm một cái điểm gì nữa không? Những cái từ vựng chúng ta học nó phải theo một cái logic. Một cái logic có nghĩa là nếu như chúng ta học theo từng chủ đề đi chơi, chủ đề nhà hàng, chủ đề nhà bếp, chủ đề nhà cửa, chủ đề đi ra sân bay, chúng ta phải theo chủ đề thì chúng ta mới nhớ được. Và khi chúng ta học cái từ vựng này, chúng ta phải nói được, phải viết được nữa nha các bạn. Chứ còn chúng ta cứ nói không mà chúng ta không nhớ mặt chữ là sau này chúng ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma luôn. Và những cái từ mới này á, thì các bạn ơi, các bạn khi mà chúng ta học đọc ấy, ngay hồi xưa chúng ta học, chúng ta hay cô dạy cho chúng ta từ vựng, sau đó ghi thêm cái phiên âm đúng không? Tạm thời trong lúc này, cái thời kỳ sơ khai học tiếng Anh, chúng ta quên đi cái phiên âm đi. Tại cái phiên âm mà chúng ta nhớ đến nó đau đầu lắm, nó làm chúng ta loạn não. Tại bây giờ chúng ta học Anh văn để giao tiếp, để nói được, chứ không phải là nghiên cứu ngôn ngữ. Cho nên là bây giờ chúng ta tạm quên cái
cái phiên âm của nó đi. Khi nào chúng ta giỏi rồi chúng ta quay lại chưa muộn. Tại vì bây giờ cho nên khi chúng ta học ấy, chúng ta có thể ghi ra cái tiếng Việt của nó đọc như thế nào cũng được, không sao. Miễn là đó là làm cho chúng ta dễ nhớ và chúng ta cố gắng phát âm đúng như cái người bản xứ, nhấn âm ở đâu như thế nào thôi. Chúng ta chỉ quan trọng cái độ nhấn âm của một từ, chứ đừng có chú trọng vào cái gọi là gì, phiên âm nhiều quá, nó sẽ làm chúng ta loạn não. Rồi khi chúng ta học từ mới rồi thì những các bạn nào mà lấy chồng nước ngoài thì ô, thật là tuyệt vời các bạn ạ. Tại vì chúng ta có người để thực hành. Như mình đó thì mình cũng tranh thủ khi mình ghi như vậy, đúng không? Khi ông xã đi về, hoặc là khi sinh hoạt cùng với nhau, như là xem phim hay là nấu ăn cùng với nhau, thì mình luôn tranh thủ để mình đọc lại cái từ mới và nhớ, và ông xã sẽ đọc lại, ông sẽ chỉnh âm cho mình. Rồi mình sẽ giống như là cái thời gian mà ông xã đi làm á, là mình ở nhà mình học anh văn, thì mình sẽ ghi ra những cái câu hỏi rồi đợi ông xã về mình luyện tập. Và thậm chí mình có những cái trò chơi rất là vui, như là khi buổi tối mà khi mà cùng đi ngủ với nhau á, mình lại chơi trò là cái này đọc là cái gì, cái này đọc là cái gì, cái này đọc là cái gì, cái này đọc là cái gì. Nói chung là rất là nhiều trò. Tại vì tiếng Anh là phải vui, các bạn tự tạo cho các bạn một cái năng lượng, một cái niềm vui học tiếng Anh, thì các bạn sẽ thấy nó không còn là buồn chán, không còn là buồn ngủ. Thời gian đầu sơ khai xua với các bạn là các bạn cũng sẽ giống mình, cực kỳ buồn ngủ. Nhưng mà các bạn ơi, hãy cố gắng vượt qua. Hasuko làm được thì các bạn cũng làm được. Và rồi sau khi cái việc từ mới đó rồi thì chúng ta cũng cần phải đi ra ngoài. Nếu mà chúng ta cứ nói ở trong nhà học tiếng Anh với ông xã không, nó sẽ chán, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy đi thư viện. Đây là cái thẻ thư viện. Thì cái việc làm thẻ thư viện thì mình cũng đã từng post một cái video lên rồi, chắc là mình không cần phải nhắc lại nữa. Tại vì ở một cái thành phố nào chúng ta sống đều có thư viện hết nha các bạn. Nên các bạn cứ an tâm, các bạn cứ đánh zip code tiểu bang của các bạn, rồi tên thành phố của các bạn, rồi các bạn ghi thêm chữ library, thì sau đó trên mạng sẽ sổ ra rất là nhiều cái thông tin, rồi các bạn tìm cái thư viện gần nhà. Và bây giờ mình còn tìm được một cái lớp ESL này, các bạn thấy không? Lớp ESL này á là tiếng Anh, nó gần như nó dạy cả tuần luôn các bạn, buổi tối cũng có. Nhưng mà đối với cái English ESL bắt đầu á, beginning, thì nó chỉ có 3 tuần, 3 buổi một tuần thôi. Trời ơi, 3 buổi một tuần là đối với chúng ta là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta được đi ra ngoài, chúng ta giao lưu. Tại vì nói tiếng Anh chúng ta càng nói với nhiều người, chúng ta nói với nhiều giọng khác nhau á, nghe nhiều giọng khác nhau thì cái khả năng nghe của chúng ta nó tốt hơn. Đó, các bạn thấy không? Cái việc học tiếng Anh nó khởi đầu, mới đầu tiên thì cũng rất là gian nan buồn ngủ. Nhưng dần dần khi các bạn đã tìm ra được cái niềm yêu thích nó rồi, đến thời điểm này mình rất là happy khi mình học tiếng Anh các bạn. So với thời kỳ đầu mình rất là chán. Nhưng mà chia sẻ với các bạn là bây giờ mình đang ở Mỹ được 7 tháng rồi. Cho nên là các bạn ơi, thời gian đầu, mấy tháng đầu là chán lắm. Nhưng mà các bạn an tâm đi, đến cái thời gian là từ 4 đến 5 tháng trở đi là bắt đầu các bạn sẽ yêu thích cái môn ngôn ngữ này. Vì ngôn ngữ nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều ích lợi. Vì chúng ta có thể làm được bất cứ cái gì chúng ta muốn, thậm chí chúng ta có thể học đại học cao đẳng được. Và ngay cả những cái bạn nào ở Việt Nam trong nước, các bạn tiếng Anh tốt, các bạn sẽ có cơ hội thay đổi công việc tốt hơn, lương các bạn sẽ tốt hơn, thu nhập cao hơn. Vì mình luôn luôn khích lệ với các bạn là hãy là người phụ nữ độc lập về tài chính, và cái khả năng tài chính của các bạn nó không làm cho các bạn thiếu thốn, làm cho các bạn có thể làm được những cái gì các bạn muốn, đi đến những vùng đất mới, thì chắc chắn là các bạn sẽ có một cái sự tự tin. Tại vì khi mà các bạn có tài chính là một cái làm cho các bạn rất là tự tin. Nhưng tự tin chứ, xin lỗi, không phải là tự ti. Nhưng cái quan trọng là tiếng Anh. Nếu như có một công việc tốt thì chúng ta phải có một cái năng lực, một cái khả năng làm việc tốt. Và trong đó cái việc tiếng Anh nó là một cái cánh cửa, làm cho chúng ta mở ra được rất là nhiều cơ hội. Đó, thì rồi khi mà học tiếng Anh rồi thì chúng ta cũng nên, khi mà chúng học từ mới là chúng ta phải tra từ điển. Tra từ điển nó có một cái ích lợi. Một cái ích lợi là làm cho chúng ta biết được thêm nhiều từ khác nữa. Từ một từ mà nó lại ra nhiều từ. Thì rất là tiếc là hồi ở Việt Nam mình có rất là nhiều từ điển, nhưng mà nó vì nó là sách giấy, nó rất là nặng. Trên cái hành lý của mình nó chỉ được 46kg. Và mình đi Mỹ lần đầu tiên cho nên mình cũng không đem theo được. Nhưng mình cũng kịp đem theo cái cuốn này các bạn. Sổ tay người dịch tiếng Anh. Cái sổ tay này mình đã mua ở nhà sách cũ rất là rẻ. Nhưng trong này người ta đã nói với mình là nếu như các bạn đọc hết, biết hết được những cái từ trong này là các bạn có thể là đi giao tiếp, hoặc là đi có thể làm được, nói được rất là nhiều chủ đề. Thì mình cảm thấy rằng nó rất là giá trị, cho nên mình đang cố gắng học từ mới ở đây nữa. Và các bạn ơi, thêm một điều nữa là như thế này. Khi mà chúng ta học tiếng Anh ở Mỹ nó có một cái thuận lợi này. Thực ra ở Việt Nam cũng có thể làm được. Chúng ta xem phim có phụ đề các bạn ạ. Chúng ta chọn những cái bộ phim mà diễn viên chúng ta yêu thích, phim rất là hay, có phụ đề. Các bạn vừa xem phim và các bạn
đọc phụ đề tiếng Anh, phụ đề tiếng Anh cho mình nhé, chứ không phụ đề tiếng Việt nhé các bạn. Phụ đề tiếng Việt thì thôi, không thì thôi là chữ thầy trả thầy đấy. Phụ đề tiếng Anh các bạn cứ xem đi xem lại đi. Đó là lý do tại sao mà cái thời gian mình làm, mình dành cho YouTube, mình chỉ tranh thủ vào lúc 9 giờ tối đến 11 giờ khuya thôi. Tại vì ban ngày nếu như mình rảnh mình xem phim và xem phim có phụ đề tiếng Anh, xem đi xem lại để mình nghe cái phát âm của người ta. Tại vì cái phát âm trên phim ảnh nó perfect, nó rất là tuyệt vời. Chúng ta dành thời gian để xem phim. Và các bạn ơi, ở Việt Nam các bạn cũng có thể làm được đó. Bây giờ thời buổi internet công khai rồi, các bạn có thể chọn những cái bộ phim mà các bạn yêu thích, các bạn xem đi xem lại, các bạn học từ đó. Rồi, thêm vào nữa là trên ở Mỹ này nó có rất là nhiều show, những cái show vừa hài vừa gia đình. Nói chung là cái show nó có những cái từ ngữ nó nói rất là đơn giản, giống như cái đời sống hàng ngày á, thì các bạn xem càng nhiều show là các bạn sẽ nhớ được cái câu đó, và các bạn dần dần các bạn sẽ nói tiếng Anh tốt hơn. Đó thì những cái mà mình đang làm ở Mỹ là như vậy. Thì mình hy vọng là sau này mình sẽ làm rất là nhiều cái video về đọc từ vựng. Tại vì ông xã của mình á là đọc tiếng Anh, mình thấy anh ta đọc rất là rõ, anh ta đọc rất là rõ những cái âm mà người khi người Tây người ta đọc là người ta nuốt đi, người ta làm cho cái âm nó câm đi. Nhưng ông xã mình có thể giải thích cho mình ra được những cái âm đấy. Thì đó là khi mà các bạn thử xem là cái video mình làm về 50 tiểu bang nước Mỹ ấy, thì xem là nó có còn nhiều thiếu sót hay không. Còn nếu như mình đã làm tốt rồi thì sau này mình sẽ phát triển lên rằng mình sẽ đọc từ vựng mới. Tại vì mình là cái người mới cho nên là mình cũng chỉ làm về từ vựng thôi. Sau này khi tiếng Anh mình perfect rồi, xua với các bạn, mình sẽ tiếp tục làm video hướng dẫn học tiếng Anh cùng với Hasuko theo cái cách của mình. Thì hy vọng là sẽ nhận được ủng hộ của các bạn. Thì vừa rồi mình nói về cái chủ đề học tiếng Anh tại Mỹ, thì để mình xem là còn thiếu cái gì không. À, chắc là cũng là khá đầy đủ rồi. Xem phim, học từ vựng mới hàng ngày. Và điều quan trọng là chúng ta phải giảm bớt những cái trò tiêu khiển mà nó vô bổ của chúng ta. Tại vì cái thời gian đến Mỹ là cái thời gian đầu tiên mà chúng ta đến là cái thời gian vàng. Tại vì chúng ta chưa đi làm, ông xã nuôi chúng ta chưa áp lực về tiền bạc. Đây là cái thời gian vàng của một người học tiếng Anh. Cho nên nếu như mà chúng ta không cố gắng thì sau này chúng ta có con cái rồi chúng ta đi bận rộn đi làm thì chúng ta không có thời gian để chăm chút cho cái việc học tiếng Anh nữa. Cho nên những cái chú thú vui tiêu khiển nào đó mà nó không giúp cho cái việc học tiếng Anh là các bạn phải giảm xuống và các bạn tập trung toàn lực khi học tiếng Anh. Mình bây giờ mình đang đặt cho mình một cái mục tiêu là mình sẽ phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, mình tập thể dục, mình tạo cho một cái năng lượng tích cực. Mình lúc ngày nào mình cũng gập bụng 150 cái để mình mặc những cái bộ đồ vào mùa xuân hay mùa hè nó có một chút sexy phóng khoáng. Rồi mình đi biển chơi mình còn tự tin mặc bikini, ví dụ như thế. Rồi sau đó khi mình uống một ly chanh mật ong vào mỗi buổi sáng để cho nó thanh lọc cơ thể, rồi mình ăn sáng nhẹ và bắt đầu mình ngồi vào bàn học, mình học từ mới, mình ghi lại những cái học lại những cái từ ngày hôm qua mình học như thế nào, rồi mình ghi ra những cái câu hỏi, sau đó mình đợi ông xã mình về mình luyện tập. Và mình có một cái điều thuận lợi là mẹ mình đang ở cùng với mình, cho nên mẹ mình cũng hỗ trợ mình, mẹ mình là người đưa mình đi học tiếng Anh, mẹ mình đã hỗ trợ mình rất là nhiều. Và các bạn đã từng xem cái video mình đi học tiếng Anh ở ESL thì cũng thấy là mẹ chồng đưa mình đi đúng không? Thì đó, thì những cái việc học tiếng Anh của mình là như vậy. Hy vọng là những bạn nào ở Việt Nam hay là ở Mỹ thì cũng đều có cái cách học tiếng Anh tốt nhất. Tại vì mỗi người sẽ tìm ra cho mình được một cái cách học tiếng Anh thích hợp. Nhưng cái quan trọng nhất là vẫn học từ mới và luyện tập hàng ngày. Ở Việt Nam các bạn có thể là thiếu cái điều kiện là giao tiếp vì không có cái người tiếng Anh chúng ta nói chuyện chung, nhưng mà các bạn vẫn có thể khắc phục được là chúng ta đi nhà văn hóa thanh niên vào mỗi ngày chủ nhật. Mình không nhớ là nó làm vào ngày chủ nhật hay thứ bảy, nhưng nhà văn hóa thanh niên nó có một cái phí rất là rẻ mà chúng ta có thể tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Chúng ta tăng tích cực tham gia nhiều câu lạc bộ tiếng Anh, tại vì mình biết rằng không phải ai cũng có điều kiện để đi học ILA, đi học Anh văn học Việt Mỹ, hoặc là ra bùi viện ngồi uống một chai bia để giao lưu với Tây. Thực ra không phải ai cũng có điều kiện đó, nhưng nhà nghèo cũng phải học tiếng Anh. Chỉ cần một cái điện thoại cùi bắp lên được internet, một cái laptop cùi bắp lên được internet, và chúng ta dành thời gian đi cho cái việc giao lưu ở câu lạc bộ tiếng Anh ở nhà văn hóa thanh niên với một cái phí rất là rẻ. Và thậm chí nhà văn hóa thanh niên nó còn có một cái lớp dạy luyện phát âm của thầy Thuận. Mình rất là thích thầy đó, thầy Thuận. Nếu mà thầy Thuận có nghe video này thì mình nói với thầy rằng là I love you. Tại vì thầy rất là dễ thương mà thầy đã dạy, thầy dạy có cách dạy, thầy cũng là một có một cái lớp
gọi là lớp luyện phát âm, thì thầy dạy tiếng Anh rất là hài hước vui vẻ, mà cái khóa học nó cũng không mất tiền ở Nho Nói Thanh Niên, thì các bạn có thể thấy tham khảo. Tại vì thầy Thuận lúc thầy Thuận có một cái bài về là bài về chữ C đó, lúc đó mình cũng có hỏi thầy, khi mình sang bên Mỹ rồi mình cũng muốn cái bài về đó đọc, tại vì cái bài về đó là bài về chữ chỉ là những chữ C, nó đọc nó làm cho mình cái cách tiếng, nghĩa là cái tiếng Việt của mình nó mềm mại đi, và nó vượt ra khỏi cái sự mắc cỡ. Cho nên là mình có hỏi thầy trên Zalo và thầy đã cho lại cho mình. Thì một lần nữa rất là cảm ơn thầy. Cho nên các bạn ơi, các bạn thấy không, việc học tiếng Anh ấy ở Việt Nam hay ở Mỹ thì chăng nữa cũng cần rất là nhiều sự cố gắng của các bạn. Chỉ cần chúng ta cố gắng là chúng ta học được, chứ không cần phải chúng ta phải đợi chúng ta giàu có, hay là chúng ta phải có một ông chồng Mỹ, hay chúng ta đi Mỹ chúng ta mới học được. Ở Việt Nam các bạn chịu khó chăm chỉ các bạn cũng học được, và ở Mỹ cũng vậy. Cho nên ngày hôm nay mình làm video này để mình nhắc nhở mình rằng mình sẽ phải chăm chỉ hơn. Mình chỉ dành thời gian làm cho tốt khoảng từ 9 giờ tối cho đến 11 giờ tối thôi, còn những cái việc còn lại mình tập trung cho cái việc học tiếng Anh, và mình sẽ cố gắng. Cho nên đến mấy tháng sau mà các bạn chưa thấy mình cố gắng, mình xem lại cái video này mình sẽ tự thấy xấu hổ và mình lại phải cố gắng. Cho nên các bạn tin mình nhé, Hasugo làm được, các bạn cũng làm được. Và bây giờ mình xin phép dừng video ở đây, và chúc các bạn có một cái ngày vui, và tất cả chúng ta đều gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Kênh của mình là Hasugo USA.